Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại video tiếp theo ở trên kênh Dân tộc Việt Nam. Thì ngay trong xóm này là có một cháu gái là bị dị tật ở hai tay, không cử động được, không kiểu mình không dùng đôi tay để lao động hoặc là làm việc gì. Chỉ cháu làm cái gì cũng chỉ dùng đôi chân thôi. Thì sáng nay cháu Thành cũng có vào đây nhưng mà gia đình sáng nay có khách làm cái gì sáng hơi đông người một chút nên là không vào ở trong. Thì bây giờ quay lại thì mời các bác theo chân cháu Thành đi vào trong gia đình, nói chuyện với gia đình với lại xem cháu xem là đôi tay của cháu là bị như nào, bị từ nhỏ hay là như nào nhé. Đây nhà của cháu thì ở bên trong này, đây là phía cửa đi vào. Còn nhà bên này là nhà của em trai, bên này là anh trai, hai anh em là ở nhà nối liền nhau luôn, ngăn cách một cái ở dứa như này. Hai bên cửa là đối diện nhau, bên này là em trai ở, bên này là anh trai. Còn nhà của em bé đấy là ở bên này nhá. Mời các bác vào đây. Cho chăm một chả ăn đâu nha. Đây mọi người, đây là em bé chả đi, lá cải ạ. À, đây là em Mỹ, là đôi tay của em là ít chả là nó ạ. Cho chăm một. Đôi tay của em là cứ để nguyên như này thôi, nó không để thẳng xuống được các bác ạ. Thì bình thường mà em mà làm việc cũng nghe sơ qua chỗ mẹ kể là em mà làm việc thì em chỉ dùng chân. Ví dụ như là ăn cơm hoặc là giặt quần áo thì em cũng tự đôi tay của mình không làm được thì em chỉ dùng đôi chân của mình thôi. Ê, mỉ là một trái xong đi. Ăn nó là nạc ạ. Có xong là. Em mỉ là được 12 tuổi. Chạy tay ni chạy tay nó giờ ôn nó thở mê mê lo đi là thở thở nếu như dù lo thì nó là em bị như này từ nhỏ lúc vừa mới đẻ ra luôn nhá. Khả năng là chắc là một vấn đề nào đấy hoặc là lúc mà đang ở trong thai bụng mẹ thì mẹ tác động cái gì đấy hoặc là như nào thì bây giờ đôi tay của em nó mới bị như này. Nên cho một giấy xanh là trỏ lấy thế cho lấy trỏ mà lấy hai ly trà. Lấy chỉ một máy chó à, lấy chưa sủa sủa nó à, lấy hài chứ. Đi viện thì người ta bảo là lúc bé thì thiếu dinh dưỡng ấy, ăn uống không đầy đủ ấy, thì khuyên bố mẹ là đưa về nhà thì mình mua gạo này, thịt, trứng các kiểu để bổ sung thêm những cái chất tốt để cho em có cái sức khỏe tốt xem là nó có hồi phục hay không, nhưng mà đến bây giờ thì em vẫn bị như thế. Nên cái mình sẽ chua đó chỉ tiết khởi thế. Ở thầm, ôi ăn nó cái hai giờ thầm em bây giờ ăn sẽ tay giờ nhìn nhớ tỏ cá. Ôi nhớ nọ. À lúc đầu là tay của hai em là hai tay của em là nó không để ra đằng trước như này đâu các bác ạ, mà là nó cứ để đằng sau như này thì bố mẹ đi tìm thuốc mong về băm bó với lại về để đun uống xong là dần dần hầu lót cháu xong ai mà đi giọng ngon nó uống đến lúc mà em được 6 tuổi thì đôi tay của em mới vòng được ra đằng trước như bây giờ các bác nhìn thấy như này. Ai có kết một cần đã, có kết xem một cần đã. À. Chị mù, chắc chắn mùa chị mù là chân chai chắc phong dư lấy lột lột chị mù là. Em là ngại đi học thì các bạn trêu đùa đấy là em không đi học, em chỉ ở nhà đấy các bác ạ. Ý dạ ai nữ, ô đá chì nì sà tay đấy, ô chì lọ mà nữ, ô đá chì tay nì đứa mất nì sà tay ô dự. Ý dạ nì dịp lọ hò nì cái mô cơ tàn dịp lọ hò. À, em là dùng được cả đôi chân của mình để chải tóc cho mình luôn các bác, nhưng mà không em không tự buộc được này, mình chải xong thì mình mới nhờ mẹ với lại bố để lấy cái dây thì bùa tóc của mình vào. Thì cũng như vừa rồi mẹ của em Mỹ là cũng có trao đổi là em đấy là bình thường như kiểu chải tóc hoặc là ăn cơm thì em cũng dùng đôi chân của mình. Thành cũng rất là tò mò, em sẽ dùng đôi chân của mình làm như nào để gắt cái miếng cơm vào tận mồm của mình. Thì sau đây thì sẽ nhờ mẹ của em Mỹ là lấy một ít cơm xong là cho em đấy ăn, coi cho các bác xem luôn là em ấy vận động ở chỗ đôi chân của mình bằng cách nào và dùng như nào nhé.
Tại vì nếu là mình mà ngồi xuống ăn cơm ấy thì sẽ rất là khó, mình ngồi cái ghế cao như này thành nghĩ là chân của mình không thể co lên đến tận mồm của mình để ăn được. Đây là bà cụ của phía bên này, là bà cụ của gia đình, bà cũng rất là già rồi. Mấy hôm cái đó bà sẽ xong nếp hả? Gì giao trâu sâu Gì chờ cháu xong là ông bà năm nay là được 86 tuổi rồi. tàu Có mua á chè có bông tông này. bông Bà tông bùa đi lấy rau lợn thì bà bị ngã, xong là bây giờ đôi tay của bà đang bị không biết là nó bị trẹo hay là như nào, mà bây giờ bà bảo là đau, tay của bà đau chỉ đến như này thôi. Mọ luôn thật sẽ tên mọ là chứ cá mọ à, chứ cá tròn trạng à, chứ cho nó sẽ là chứ mất chuộc hả? Bà con bà cũng đi ra huyện để mua thuốc về bôi, với lại cũng tự tìm thuốc để băm bó nhưng mà vẫn chưa khỏi. Các bác ạ, khả năng là bị ngã như thế thì nó bị trẹo trúng ở bên trong xương khớp thì nó phải mất một thời gian khá là lâu dài. Các giỏ bé nó móc vào chắc chắn muốn đấy, ở giờ giờ ăn nóng bấy mà lên dưới suy ăn tao tao tua cho con đấy. Các bác là em ăn cơm là em sẽ ngồi ở chỗ cái ghế thất này. Chị chăm mùa nhé. Nên các bác là sáng là em có đi chơi nên là chân hơi bẩn một chút, nên là em ngại bọn mình, tại vì bây giờ cũng phải sạch sẽ, phải dùng đôi chân mình để cầm cái thìa để múc cơm ăn, cũng như là cũng phải rửa sạch sẽ thì mới ăn được, mới không bị bẩn, không sợ bị ốm đau. Bác nhìn là bình thường là rửa chân các kiểu là bố mẹ rửa cho em đấy, đôi tay của em là không thể nào mà linh hoạt tự động làm cho mình, bản thân mình thì mấy cái công việc như này phải nhờ đến bố mẹ. Ý là nhìn chúa tao tới chứ bà nay ông để ở chín nếp ăn chúa sư ạ. Lùa xem nào, lùa lùa cười cười cười. Sáng mà em mình thành qua đây thì thấy cháu Mỹ là cũng chạy ra ngoài kia chơi chơi đùa mấy đứa này, khả năng là mấy đứa bôi ôi son ở mồm thì Mỹ cũng muốn bơi một chút, hay là các bạn cũng cho bôi hay là lấy của mẹ. Chị chào mùa nhá, con nó ý giả ý chị tua xem, ý giả con cho con đẻ cắt xín cho con nó mó xem. Nó ở ý là nó ở đĩa với chó con nó ở đĩa xem chỉ cho năm tao thật ta nó mỏ là thật ta nó nhìn nó mỏ là vừa ăn cơm no thật ta ít ít tua ít trái chẳng nên nó mỏ cho trâu lát thì chỉ cần nó ít ít tua ta nên ở bên lành cho trông này thật thảo chế ít gì để cho các mùa.
cháu ở đây thì em mỉ nó không quen thì không chịu là ăn mọi người ạ. Thì đấy là mình phải đi ra ngoài để nhờ mẹ em đấy cầm điện thoại quay giúp một đoạn là em đấy dùng đôi chân của mình để ăn cơm cho các bác xem. Thì ê ý dạ đi nửa thỏ cơ nửa nửa xả nó xấu nó mỏ em mất sự quan tâm nó mỏ nó nửa xấu nó hoàn đấy thì mà lên nó to. À, lúc đầu là em là hay đi chơi với các bạn ấy thì mình tập chơi xong là dùng cái chân của mình để nhặt gắt mấy cái hòn đá ở dưới đường với lại que ở dưới đường, xong là dần dần em quen thì em mới về thì mới bắt đầu là dùng đôi chân của mình để cần thìa lên để múc cơm lên mình ăn. Thì trong vòng 1 năm em đấy là phải học trong vòng 1 năm thì mới thành thạo thì mới quen thuộc thì mình mới dần dùng đôi chân của mình để ăn cơm được. Lý do mà sở hoan tế thế mà lê xì mà thế là non lo hả? À, chứ nên mà ý giả thảo cần chứ tao sao chứ tao xì quá tao cơ mà nơi bu nhìn no chứ. Ai thảo cơ mì lớp một trái xong mì mà đi sau quá tao nó mỏ. Trước lúc mà em chưa tập cái đôi chân của mình như thế thì toàn là phải nhờ bố mẹ bón cho mình ăn, nhưng mà sau khi em đấy được khoảng 6 tuổi, 7 tuổi thì bắt đầu đi ra ngoài để chơi với các bạn lứa tuổi thì mới hay dùng đôi chân của mình thì mới bắt đầu là tật xong là quen rồi bây giờ xong bây giờ mới dùng đôi chân để ăn cơm mọi người. Ai à, tụt xí mỏ chứ à? Có chỉnh nhân rất gì ạ? Có chỉnh tập gì ạ? À, chị cũng vừa mới đẻ một cháu đang ở cứ nên là chỉ ở trong nhà thôi không đi làm việc được, còn chồng thì đi lấy quả trâu. Anh lấy nó chế nhá tí tí nó ốc cứ tí nhỏ nó chứ. Chứ liệu chế tí tí nó nhỏ là chín chai chả ốc cứ tí hậu chế cầu chế tê chế chỗ à. Ờ, nói giờ lúc chế lâu thần gió. Mình đang hỏi chị bảo là hai anh em nhà làm ở gần nhau đối diện đối lập nhau như này không sợ hai anh em thỉnh thoảng uống rượu say rượu không là chửi nhau, thì chị bảo là cũng sợ nhưng mà cũng ít khi uống, thì với lại nhà cũng không có điều kiện không chỉ mua á tả tể là anh thì cũng rất là quan tâm ở chỗ em trai, sợ là đi làm xa xa thì bố mẹ mất hết rồi còn hai anh em không có ai chăm lo thì làm nhà gần nhau như thế này luôn để hai bên có thể chăm sóc nhau, có việc gì thì cũng có thể giúp đỡ nhau được. À, lý do nhất tí tí là mà dù thiết đi bình gì mua đắt chỉ tôi hãy tù rất à. Chai mà chai thỏ đất cầu chơi tôi hãy tù xe xe. Anh để chỉ chính nhất là họ tôi nói họ giờ tôi bỏ công. Ông bà thì mất rồi, đây là cái chỗ bà này là bà cụ rồi của nhà rồi mọi người ạ. Ấy giờ nên nó nên món cá đen của đây thì là họ họ nằm mơ khó đây là nên lo lúc khó đây chủ đây hôm nào là chủ đây nà chứ có phục cản chỗ không chưa chỗ ấy khó không chưa nha chỗ ấy lúc cho nha cho ít cho trò nhé. Sẽ di chuyển đi ra ở ngoài cũng như là mình đi xem tham quan cái không gian ở ngôi nhà của gia đình em Mỹ. Xem là phía bên ngoài này, ở ngoài này nuôi cho bò rất là nhiều. Một con bò. Nuôi cả ngựa, à không không, bò hết. Đây. Ôi, trước là cắt xí sáng tận lúc tông kêu rồi, nó lo rồi. Trước lấy được cái tổ ong to. Đây là chỗ mà để thái cỏ rau các kiểu cho bò. Nghe con bò con ra đây nằm nghỉ luôn. Ra đây một mình ăn hết tất cả. Không dành phần cho mẹ.
anh nên đất trên là chị trai là chẳng mất cho nó phía đi từ trong nhà ra ngoài này thì phía bên này cũng rất là rộng rãi, phía bên này đang là nhà tắm với nhà vệ sinh, còn đây là nước sinh hoạt của gia đình, phía dưới này là nước sinh hoạt của gia đình thì hầu như là bà con ở trên này ấy, mình đi đâu thì cũng không có nước các bác, chỉ toàn xây một cái bể to như này xong là trời mưa ấy thì mình sẽ hứng ngấp nước mưa vào để dự trữ sinh hoạt hàng ngày luôn. Mình đang chờ xem là em Mỹ thử ra quần áo. Như giỏ to ai nếu mốc có ta cho lúc phía cho luôn phía ảnh chôn chôn lúc phía sao là? À sẽ em đấy sẽ ngồi ở chỗ ghế này mà để quần áo vào trong cái chậu này xong là múc nước để vào đấy xong là em đấy dùng đôi chân của mình giặt luôn. Tốt tỏ nói. Nhìn em đi. Em mà ngồi xuống là em thả một phát xuống luôn, tại vì không tay của mình cũng không đỡ được cái cơ thể của mình ấy, chỉ dựa sức ở đôi chân và thân thôi. Chị không buồn à? Ngồi quay sang bên này chói nên là ngồi lại sang quay lại sang bên này. Có một vật xong à, này đi. Này có chua xong chưa? Chị có 29 tuổi, hơn vợ mình có 13 tuổi, vợ mình 26, 27 rồi. Này có chua xong ai chờ tụi mình nhỏ là mì nhá. Lót tù rồi. Mì cho tôi thích bế rồi. Mì cho tôi lót rồi. Hiện tại là bốn anh chị em Mỹ là đứa lớn cả trong gia đình luôn. Ăn cho chắc chắn mùa, chắc chắn mùa nhé. Sáng là có gặp em đấy thì cũng hỏi chuyện ở ngoài đường, em đấy cũng trả lời mình không ngại lắm, nhưng mà sau khi mình cần điện thoại để quay thì em đấy có vẻ như là hơi ngại do là mình cần máy quay. Chỉ ít chỉ in chua chứ, in in chua in gì sao? Đây, như mọi người đang nhìn thấy là bình thường nếu là em giặt quần áo thì em sẽ lấy cái ghế để ngồi xong là để cái chậu ra trước mặt thì để quần áo ở đấy, múc nước xong để vào đấy xong là mình giặt thôi. Khả năng là nước ở trong bể rất khá là sâu, tay của em không lấy được thì nhất là em giặt quần áo thì cũng chỉ nhờ bố mẹ hoặc là mấy đứa em ra múc nước cho để vào chậu này em mới giặt được. Bữa trước thì nói chuyện với chị thì chị cũng có tâm sự là có cả hai đứa em của em Mỹ đi học về ấy, thì cũng dạy dạy qua loa là em, tại vì là em ngại mọi người nên là em không đi đến trường, thì hai đứa em về cũng có dạy dạy Mỹ dùng đôi chân của mình để kẹp cái bút để viết chữ lên giấy, thì em ấy cũng có viết được một chút, như kiểu mấy chữ cái bảng chữ cái thì em ấy cũng viết được. Chậu nhúng nước xong là sơ qua xong là em lại dùng cái chân của mình kẹp cái quần ra ngoài xong là mới để nhờ mẹ để ra phòng để giặt, mình lại tiếp tục. Nên mình nghĩ là em đấy sẽ dùng như này xong là dùng sức ở chân xong là mình giặt thôi, nhưng mà do là em ngại ở chỗ thành ấy, nên là không chịu giặt mấy, do là mình cần điện thoại quay
nên là mọi người đồng bào ở trên này thì cũng không quen kiểu này lắm, nên là hầu như không nói gì em mỉ. Hầu như là mọi người, mấy đứa con gái lớn lớn rồi mình đi gặp, mình chỉ cần máy quay, mình đi vào quay một chút là họ cũng chạy ra hết rồi, tại vì rất là ngại. Ra từ phía bên này mà cửa đấy, ở trên đó có trong nhà nói khách đó có trong mùa họ khé họ đợi đại năm mùa. Ồ, tại kiến là tại kiến đấy hụt pí rồi. À, gia đình là vừa làm cúng xong nên là không được mở cửa chính này, thì tạm thời là nếu là đi ra ngoài thì sẽ mở ở chỗ mốt đèn tông nó trẻ mùa nó mùa sự à? À, sẽ bỏ cái tấm ván gỗ tre này ở đây, xong là đi ra ngoài đây thôi. Rất là mong là mọi người nhìn thấy video này thì có thể gửi một chút là phần quà đấy để động lực cho em Mỹ, hoặc là có thêm cái khoản chi phí nào để giúp cho gia đình để đưa em đấy đi xuống dưới Hà Nội khám xem là về vấn đề gì mà tay của em lại bị như này, có thể chữa trị được không, tại vì bây giờ em vẫn còn ở độ tuổi là chưa lớn, nên nếu là mình chữa trị được thì nếu là bây giờ mình đi sớm thì khả năng là nó sẽ tốt hơn, để em có thể đi đến trường như các bạn cùng lứa, đồng lứa tuổi của mình. Ai có một blog tuổi mình nhỏ, thảo cơ có một trường trong cơ giới gì à? Không có blog sống yêu à mà. À, chị là lấy chồng từ lúc mà 14 tuổi, hiện tại là đang, hồi nãy là có một nành có chưa sâu rồi. Hiện tại là 29 tuổi mà có 4 đứa con. Em Mỹ là đứa lớn, Mỹ là tuổi lọc hoặc chỗ bê tuổi giờ, chỗ ớt tuổi yêu ở Mỹ tú, ớt tuổi một kiểu đó. Mỹ tú à, bé tuổi bên thầy. Ờ. Có một đứa con trai là sau em Mỹ, còn lại cũng là con gái. Mỗi tuổi tôi tả ca cho phụ nữ tuổi lâu sẽ chạy rong à. Ờ, chị anh đấy chỉ một trò là. À một trò mà tới một trò là tiếp là mình chạy chứ mình chạy. Ờ, mua thì dù dù xưa. Bây giờ chị đang ở cứ thì là cũng mong là chỗ em trai của Mỹ thì có anh em để đôi khi chơi với nhau thì nó sẽ vui hơn, thì để thêm, nhưng mà không may mắn là cũng lại được một đứa cháu gái, nên là khả năng là mình nghĩ chắc là xong đợt này thì anh chị cũng không cố để đẻ nữa. Ê, ý giả nê kia ô lia tê xử nê cháu bác cứ no xưa. Cháu bác cứ no xưa chú mắt tê là lia ô lia để cháu bác cứ. Ê, chú mua lia là? Chú mua à. Ê, nê cháu bác cứ mà ít cháu mắn nê cháu bác no. Ờ, dù thà dù chó nóng dù một chó thôi ạ. Gia đình thì cũng không có gạo để ăn luôn, tại vì hầu như là trên này là như mọi người cũng biết là trên Hà Giang này là nổi tiếng về cao nguyên đá rồi, nên là đất đai ở đây thì nó toàn đá thôi, không thể là mở ra làm ruộng để mình trồng lúa, nên là bà con ở trên này tất cả mọi người ai cũng hầu như là đa phần là trồng ngô hết, chỉ ăn mẻ mén thôi. Nếu là nhà nào có điều kiện thì mình sẽ đi làng, hoặc là có điều kiện một chút thì mình sẽ bỏ tiền để đi ra ngoài chợ mua gạo về ăn thôi. Còn bình thường những cái bà con khó khăn ở trong sâu xa như này thì họ chỉ toàn ăn mẻ mén thôi các bác ạ. Ấy giả dạ, nên nó nên nó mắm lên mà nên mùa giò mua nhiều cho một mùa chứ là. Nên bình thường nếu là gạo hết thì mình chỉ có đi chợ mua thôi, chứ trên gác là không có. Nên mọi người xem là mình cũng quay xem là xung quanh của gia đình trên gác các kiểu là ở đây bất cứ tàu thể à, nên bất cứ tàu thể mà nhá. Ờ, xong nó tiếp là lát trời là. Bọn em không bỏ con đến đâu. Bọn tao ở luôn. Dạ. Này chỉ dùa chí là ở chả hoa bọn tao ở luôn. À, năm nay là trên này là ngô là không được mùa các bác ạ. Bình thường mọi năm là nó phải, gia đình là phải có một chỗ bằng cái chỗ này nữa. Nhưng mà năm nay là mất hết nên là chỉ được khoảng mặt này thôi. Trên gác là chỉ thấy hầu như bây giờ đi nhà nào cũng thấy treo đố để chớ tàu này mua rượu là của khóa ai tế nóng ai chế nóng để xong cho một trò là
À, bây giờ đi hộ nào nhà nào cũng toàn thấy trao mấy cái đậu đố đi này để phơi khô là lấy làm giống để sang năm tiếp tục đi gieo tiếc. Ý nó mà tỏ lấy một cẩn tới lò tà mà các bạn lấy cho các mình cho lấy ô xin cho giống tệ chứ năm mà có nhau chế chứ. xin nhớ cho em một rau tôi trang sửa tên. Ồ, một giờ ta trả số tệ. Em một rau tôi trang sửa tên. À, bình thường nếu là các bạn đi học hết thì em chỉ ở trong nhà xung quanh nhà xong là hoặc là đi vào trong buồng ngủ để nằm xem điện thoại thôi. Nếu là như trưa nay thành vào là khả năng là em đấy đang ở ngoài kia chơi đùa với mấy bạn là khả năng là mấy bạn đi học về có người chơi cùng thì em mới mới đi ra ngoài đường để chơi. Thế là cháu Thành cũng xin phép là kết thúc video ở đây để chào gia đình xong là Thành cũng đi về. À, cho em ý cho các một chế ở nên nhớ xem à ở bên nông tê một số chính là và trả tiền thì ý mà lên cho các tôi được À, con đi mà. à. Tất xong thì nếu là mua Tôi tua mà mua cho thầy đi fan được mà. đây này. Thành cũng xin phép là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người luôn đồng hành cùng nhóm và xem những cái video ở trên kênh Dân tộc Việt Nam. Chào tất cả mọi người.